Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 20 tây tháng 7 năm 2021 và hôm nay đó đã là ngày thứ tư tại Việt Nam ngày 21 tây tháng 7 rồi. Thì mới đây chúng ta đã muốn gần như kết thúc tháng 7 và chúng ta bây giờ đã chứng kiến là giá Bitcoin đó đã, đã đi xuống dưới 30.000 đô. Thì có một số điều tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến tình hình của giá cả tuy là khi chúng ta nhìn vào giá cả đó thì đương nhiên là tình hình giá cả không được tốt nhưng mà khi mà chúng ta nhìn xa hơn thì các bạn thì được là chúng ta vẫn đang tiếp tục nhận được rất là nhiều những cái thông tin mà có thể là chúng ta khi mà nhìn lại năm 2018 đó lúc mà giá cả đi xuống thì chúng ta sẽ không thấy những thông tin này nhưng mà chúng ta nhìn lại tình hình bây giờ đó chúng ta thấy được là giá cả thì đang trên cái xu hướng đi xuống nhưng mà chúng ta thấy được là thông tin vẫn rất là có nhiều thông tin lạc quan thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này chúng ta thấy được đó là giá cả bây giờ lúc mà thông làm video là 29.663 thì đã xuống dưới 30.000 đô có phải đây là cái mức giá thấp nhất trong cái đợt đi xuống lần này hay là không thì không phải các bạn thấy được chúng ta đã từng thấy cái ngày 22 tây tháng 6 À, năm 2021, lúc đó giá đã xuống tới cái mức là 28.850 Bây giờ đó thì giá ở cái mức là 29.675 Cái điều khác biệt đó là chúng ta thấy được là cái ngọn nến của ngày hôm nay khi mà đóng lại đó Chúng ta thấy được đã đóng lại cái mức là 29.811 Có nghĩa là đây là cái ngọn nến đầu tiên à, Từ lúc mà chúng ta thấy giá cả đi xuống từ cái mức là 65.000 mà đóng dưới 30.000 đô Thì đây có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ nói tới trong cái video ngày hôm nay giá cả có thể tiếp tục đi xuống nữa hay là không thì đương nhiên là có thể nhưng mà có một số điều tôi nghĩ là các bạn cần phải nên lưu ý nhưng mà trước khi chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì trở lại đó các bạn sẽ được là một trong những điều mà chúng ta đã từng thấy trước đây đó là có rất nhiều À, những cái thông tin ở trên mạng nói là khi mà Bitcoin đó nếu như mà xuống dưới 30.000 đô Nếu như mà đóng gọn đến dưới 30.000 đô thì chúng ta sẽ thấy là giá cả sẽ đi xuống rất là nhanh Tại vì không có nhiều cái sự hỗ trợ giữa 20 và 30 thì nhiều người có người chẩn đoán là xuống tới 28, có người chẩn đoán là xuống tới 25, có nhiều chẩn đoán là xuống tới 20 Nhưng mà các bạn thấy được là giá cả từ hôm qua tới bây giờ đã dưới 30.000 đô nhưng mà chúng ta vẫn không có thấy là giá cả có cái sự đi xuống đột ngột và mạnh tiếp tục thì bây giờ giá cả vẫn xoay quanh cái mức là 29.000 ngày hôm nay đó cái mức cao đó là khoảng chừng là 29.900 29.800 thì chúng ta tiếp tục theo dõi tình hình của giá cả một những thông tin mà sắp sửa xảy ra đó chính là thông tin liên quan tới cái hội nghị B World à, tổ chức ngày mai hội nghị này chúng ta cũng đã biết là hội nghị của Jack Dorsey tổ chức Jack Dorsey là CEO của công ty Square và công ty uh, Twitter và chúng ta có sự uh, hợp mặt của những người đầu tư nổi tiếng như là Cathie Wood của Ark Invest cũng như là chúng ta có cái sự hiện diện của một trong những người mà nhiều bạn có đã biết đó chính là Elon Musk. Thì Elon Musk sẽ nói chuyện trực tiếp với lại uh, Ark Invest Cathy Wood và với lại uh, Jack Dorsey ngày mai. Thì uh, mọi người bây giờ vẫn đang chăm chờ xem coi ngày mai họ sẽ nói những gì. Nói thật chứ uh, mọi người bây giờ đó thì uh, thông tin á, nhiều người cũng nghĩ là đối với là những lời phát biểu của Elon Musk đối với là Bitcoin đó thì không thể nào tệ hơn nữa. Cho nên mọi người cũng không quan tâm nhiều. Nhưng mà ngược lại nếu như mà Elon Musk nói một vài điều gì đó mà tốt liên quan tới Bitcoin cũng như là đưa những cái dấu hiệu là Bitcoin có thể đã được Tesla tiếp tục thu mua hay là tiếp tục cho chấp nhận thì đó là một chuyện khác. Đương nhiên chúng ta hãy chờ ngày mai xem về thông tin này như thế nào. Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào đó cái tình hình bây giờ thì đương nhiên là giá Bitcoin xuống dưới 30.000 đô thì ngày hôm nay là một màu đỏ trên thị trường. À, chúng ta bây giờ đã nhìn vào những ông lớn đi thì đi hồng refresh cái trang này lại thì con giá cho chúng ta thấy được là cái thông tin là Bitcoin thì xuống 3,5% trong vòng 24 giờ qua Ethereum thì xuống 2,2% Binance thì xuống 6,4% cũng như là Cardano xuống 6,4% chúng ta thấy được là XRP À, thì xuống 5,7%. Dogecoin thì không nhiều có sự thay đổi nhưng mà trong vòng một tuần qua à, đã xuống 14%. Thật ra những đồng lớn đó trong vòng một tuần qua thì cũng xuống với phần trăm tương tự như là BNB hay là Cardano đều xuống là hơn 10%. Polkadot thì xuống 23% trong vòng một tuần qua và xuống 4,5% à, trong vòng 24 giờ qua. Thì tình hình đó, các bạn thấy được là phần lớn các đồng đều đi theo xu hướng của Bitcoin Nhất là những lúc mà chúng ta thấy được là giá cả đó không có được lạc quan như là cái thời điểm hiện bây giờ Nhưng mà chúng ta nhìn vào đó, tình hình bây giờ thì có thể là nhiều bạn cảm thấy là cái đợt này giá cả đi xuống sâu quá Các bạn có những cảm giác bất an, những cái cảm giác là không được tốt Nhưng mà đây không phải là cái lần đầu tiên Có một số bạn hỏi thuận là có phải đây là cái lần đầu tiên mà chúng ta thấy giá cả xuống trong một cái mùa tăng trưởng mà xuống hơn 50% hay là không thì điều này không phải khi mà chúng ta nhìn lại quá khứ đi để thường cho các bạn thấy được là chúng ta bây giờ sẽ nhìn vào cái biểu đồ POX tại vì đây là cái biểu đồ Dave New Coin Liquid Index thì cho chúng ta thấy là cái giá của Bitcoin trong thời gian dài hạn từ lúc mà ra đời tới bây giờ thì chúng ta bây giờ hãy trở lại năm 2013 đi để thường chia sẻ cho các bạn thấy được là trong cái khoảng thời gian là năm 2013 đó đi thường zoom ra để các bạn thấy rõ hơn thì chúng ta bây giờ hãy trở lại cái tình hình của năm 2013 Thì đây là cái đợt bull run của năm 2013 Thì uh, các bạn đã thấy được là trong cái đợt này đó chúng ta uh, đã thấy giá của Bitcoin đó đã lên tới cái mức rất là nhanh chóng uh, Từ cái mức đó là chỉ có khoảng chừng là 20.000 đô mà thôi uh, Hay là tháng 1 đó lúc đó chỉ có 10 đô la mà thôi mà từ 10 đô la tháng 1 của năm 2013 mà chúng ta thấy được là giá cả đó đã đi thẳng lên tới cái mức là 268 đô. Sau đó đó giá cả đã có cái sự đi xuống rất là mạnh từ 200 mấy đô mà xuống cái bạn thấy được là chỉ còn có mức thấp là 48 đô mà thôi đã đi xuống là khoảng chừng là 80 phần trăm sau đó đi hàng ngang một thời gian rồi sau đó kết quả như thế nào kết quả thì các bạn thấy được là giá cả lại lập thêm một cái định mới cùng năm đó đó chính là cái thời điểm là tháng 12 có nghĩa là chúng ta thấy được là giá cả tốn khoảng chừng là 8 tháng thì đạt được cái định mới trong vòng một năm đó đây là cái đợt của năm 2013 một điều nữa thường muốn chia sẻ với các bạn đó là lúc mà chúng ta đang ở trong thời điểm hiện tại thì có thể là nhiều bạn đã cảm thấy là cái đợt xuống giá này đã khiến cho các bạn quá chán nản có thể là đi xuống quá sâu nhưng mà thật ra mà nói khi mà chúng ta nhìn xa ra đó các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào tình hình chung của Bitcoin đó thì lúc mà giá cả từ 200 mấy xuống chỉ còn có 40-50 đô của năm 2013 đó thì lúc đó mọi người cũng cảm giác tương tự như vậy nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là nhìn lại bản đồ đó thì cái sự đi xuống giá đó chỉ là một cái gì đó rất nhỏ ở trên cái bản đồ giá cả mà chúng ta thật ra mà cũng không để ý đến. Chỉ khi nào các bạn zoom vào thì, các bạn mới thực sự là thấy cái đợt đi xuống giá đó mà thôi như là các bạn thấy cái đợt mà đi xuống giá 80%. Cũng như là cái thời điểm năm 2013 cuối năm mà các bạn thấy giá từ 1.100 đô mà xuống tới cái mức đó là các bạn thấy được là chỉ còn có 157 đô. Thì bây giờ nhìn lại đó đây cũng là một cái đợt đi xuống giá lúc đó mọi người cảm thấy là rất là sâu tính theo phần trăm nhưng mà khi mà các bạn nhìn lại cái lịch sử giá cả của bitcoin đó, thì bây giờ cái phần đó chỉ là một cái phần nhỏ mà thôi ở trên cái biểu đồ của bitcoin điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn đây đó là khi chúng ta zoom ra chúng ta nhìn về quá khứ đó thì các bạn mới thực sự thấy được là cái sự tiến triển của giá cả bitcoin như thế nào thậm chí những năm như là năm 2018 các bạn thì được khi mà thường zoom ra để thấy được hết tất cả giá cả của bitcoin cho đến ngày hôm nay đó thì các bạn đã thấy được là khi chúng ta zoom ra thì cái đợt của năm 2013 hầu như các bạn không còn thấy nữa trên màn hình cái đợt này khi chúng ta nhìn lại năm 2017 đó lúc trước đây thường cũng đã chia sẻ với các bạn là một ngày nào đó chúng ta nhìn lại cái đợt điều chỉnh giá của năm 2017 và chúng ta nhìn vào mùa đông đó thì các bạn thấy được là cái thời điểm mùa đông của năm 2018 đó lúc đó mọi người rất là chán nản nhưng mà thường có chia sẻ với các bạn một ngày nào đó chúng ta nhìn lại và chúng ta chỉ thấy được đây là Nhìn màn hình này chỉ là một cái phần nhỏ của lịch sử Bitcoin mà thôi Chúng ta thì được bây giờ nhìn lại cái mùa đông năm 2018 đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi mình cũng tin tưởng sau này chúng ta sẽ thấy những cái đợt tăng trưởng giá mạnh rồi đi xuống giá mạnh đó là cái cách hình thành của những cái loại tài sản mới thì chúng ta nhìn vào những cái loại tài sản như là chúng ta nhìn vào bong bóng com của năm 2000 chúng ta nhìn vào bong bóng bất động sản vân vân các bạn thấy được là tất cả những thị trường trưởng thành đều chảy qua những cái đợt mà tăng trưởng mạnh và đi xuống mạnh đó là một cái chu kỳ rất bình thường của những loại tài sản này mà thôi và khi mà chúng ta nhìn vào ra cái mà quan trọng là các bạn thấy được là đợt này qua đợt kia, chu kỳ này qua chu kỳ kia thì cái giá thấp đó ngày càng nâng lên và cái đỉnh cũng ngày càng nâng lên. Đỉnh này cao hơn đỉnh kia, đỉnh kia cao hơn đỉnh nọ. Các bạn thấy được trước đây 1.000 đô, sau đó là lên tới 20.000 đô. Bây giờ các bạn thấy được là cái mức cao của năm nay đã lên tới 65.000 đô rồi. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn khi mà chúng ta zoom ra thì các bạn sẽ thực sự thấy được là cái sự tăng trưởng của Bitcoin khi mà chúng ta trong thị trường này đó cái điều quan trọng không phải là thời điểm vào trong thị trường mà điều quan trọng là các bạn ở trong thị trường này bao nhiêu lâu thời gian ở trong thị trường này quan trọng hơn và nếu như mà các bạn áp dụng những chiến lược như là trung bình giá thì những người nào mà trung bình giá nó cũng sẽ biết được là thời điểm các bạn cảm thấy là phấn khởi nhất để trung bình giá đó chính là các bạn trung bình giá mà giá đi xuống tại vì các bạn sẽ mua được nhiều bitcoin hơn hay là nhiều crypto hơn khi mà các bạn trung bình giá lúc giá đi xuống đây là điều mà thường muốn nói với các bạn chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những cái thông tin mà được chia sẻ từ hôm qua tới bây giờ đó một trong những cái thông tin à, mà được chia sẻ rất nhiều trên mạng đó chính là có phải là những thợ đào đang bán bitcoin của mình hay là không thì à, chúng ta nhìn vào một số những cái tài liệu liên quan đến thợ đào đi các bạn thấy được đó là chúng ta sẽ nhìn vào cái biểu đồ à, ở trên crypto coin đi đây là biểu đồ cho chúng ta thấy được là cái số lượng bitcoin trong ví thợ đào di chuyển lên những cái sàn giao dịch đó, thì có nhiều hay là không thì đây là tài liệu từ tháng 9 của năm ngoái cho đến bây giờ đó Thì cái thời điểm mà chúng ta thấy được có rất nhiều những cái Bitcoin được bán vào thời đào đó Đó chính là thời điểm của tháng 11 của năm 2020 các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này rất là cao Nhưng mà chúng ta thấy là gần đây đó thì không có dấu hiệu đó Thực sự mà nói chúng ta nhìn vào đó cái thời điểm mà chúng ta thấy có nhiều Bitcoin được đưa lên sàn bán với những thời đào đó là khi nào Đó chính là cái thời điểm mà từ tháng 5 cho đến khoảng chừng là cuối tháng 5 À, và các bạn thấy được có một số những cái thời điểm gần đây giống như là hồi tháng 6 Tuần thứ ba của tháng 6 chúng ta cũng có một số những cái thanh màu đỏ nó cũng cao Có nghĩa là đây là cái thời điểm mà chúng ta nghe nói tới nhiều thông tin đến từ Trung Quốc là những thời đạo không được tiếp tục đào Cho nên nhiều người tin tưởng là lúc đó nhiều thời đạo đã bán bịch con của mình Để mà di chuyển cái công ty đào của họ đi một nơi khác À, và đây là cái lý do tại sao chúng ta thấy có nhiều cái thanh đỏ Nhưng mà khi chúng ta nhìn xa hơn thì những cái thanh đỏ này thực sự mà nói là So sánh với những cái đợt mà có nhiều Bitcoin đẩy lên sàn thì thảo trước đây đó Không có được bao nhiêu Cái mà nhiều người nói tới bây giờ đó Khi mà chúng ta chuyển qua thành cái thời gian là đến giờ đi Thì cái mà nhiều người nói tới đó là đúng là cái thời gian gần đây chúng ta được là có nhiều thanh đỏ Tăng trưởng mạnh có nghĩa là có nhiều Bitcoin đưa lên sàn từ những cái thợ đào khi chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này tính theo cái nến giờ nhưng mà tính nến giờ đó thì đương nhiên các bạn thấy được là cái thời gian nó thu hẹp lại cho nên chúng ta mới thấy được những cái uh, cây này nó mới tăng cao mà thôi khi mà tính theo nến ngày đó thì rất là thấp nhưng chúng ta mới vừa thấy ý tôi nói đây đó là nhiều người chỉ nhìn vào cái nến giờ mà thôi cho nên mới đưa ra những cái thông tin là chúng ta thấy được là những cái thanh màu đỏ này rất là cao có nghĩa là chúng ta thấy uh, có nhiều Bitcoin được đẩy lên trên sàn từ những cái ví của thời đào Nhưng mà đó là chúng ta chỉ tính theo cái thời gian đó là từ cái thời điểm là tháng 4 cho đến bây giờ mà thôi Tính theo lịch sử trước đây đó thì các bạn thấy được là những tham màu đỏ gần đây không có cao như là nhiều người tưởng tượng Có nghĩa là thời đào đúng là so với lại cái đây một tháng, hai tháng thì cái thời điểm này cũng là một thời điểm mà chúng ta thấy có nhiều thời đào đẩy Bitcoin lên sàn Nhưng mà so với cái thời gian một năm qua thì đây không phải là cái thời điểm nhiều chúng ta nhìn vào thêm một thông tin nữa đi đây là cái thông tin được chia sẻ bởi classno à, đây là cái thông tin cũng được chia sẻ bởi like uh, davis ở trên twitter thì cái mà chúng ta cần nên thấy đây đó thì đây là cái số lượng tích lũy Bitcoin của thời nào màu xanh lá cây đó là lúc là tích lũy màu đỏ là cái lúc mà họ không tích lũy có nghĩa là họ đẩy lên trên những sàn giao dịch thì chúng ta thấy được là cái thời điểm gần đây đó mà thợ đào đó đẩy nhiều Bitcoin lên những sàn giao dịch từ khi nào? Đó chính là cái thời điểm mà từ tháng 1 cho đến khoảng chừng là tháng 4 của năm nay các bạn thấy được những cái thanh màu đỏ này đó rất là nhiều. Chỉ xuống nghĩa là những thợ đào đó họ bán đi Bitcoin trong ví của mình. Khi mà chúng ta nhìn vào những cái thanh màu xanh đó lúc mà họ tích lũy thì gần đây đó các bạn thấy được là hồi tháng 6 thì chúng ta thấy được là có một khoảng thời gian vài tuần là chúng ta thấy là cái khoảng thời gian này là chúng ta thấy màu đỏ. Đây là cái thời điểm như bạn có đã biết là lúc mà nhiều thợ đào cần phải ngưng hoạt động ở Trung Quốc và rời khỏi Trung Quốc cho nên đây là lý do tại sao mà nhiều người cho là chúng ta thấy nhiều màu đỏ ở cái dung này tại vì thợ đào cần phải bán để lấy chi phí nhưng mà sau đó thì như thế nào sau đó các bạn thấy được là gần đây đó là chúng ta lại chuyển trở lại màu xanh lá cây có nghĩa là nhìn chung đó thì những thợ đào bây giờ đó họ không phải bán mà họ vẫn đang tiếp tục tích lũy chỉ là chúng ta nhìn vào thời gian ngắn hạn hơn thì cảm thấy được là gần đây khi mà so sánh với lại vài tuần trước đây đó thì thấy cái tốc độ bán bây giờ cũng là cao so với vài tuần trước đây nhưng mà khi mà nhìn chung hết á thì những thời đào phần lớn họ vẫn tiếp tục tích lũy mà thôi chúng ta bây giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu là những thời đào đẩy nhiều Bitcoin lên trên những sàn giao dịch để mà bán chứ nếu không thì chúng ta sẽ thấy được là cái biểu đồ nến ngày này đó những đường màu đỏ nó sẽ tăng cao lên Bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu đó Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin khác liên quan tới CryptoCoin đi Thì chúng ta thấy được là trên màn hình đó, Các bạn thấy là đây là cái tài liệu liên quan đến Bao nhiêu Bitcoin nạp lên sàn và rút ra mỗi ngày Thì gần đây các bạn thấy được là ngày 16 tây refresh 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 lại để các bạn thấy những thông tin mới hơn Thì chúng ta thấy được Gần đây chúng ta cũng có một số ngày mà cái thanh này cũng khá là cao À, có nghĩa là có nhiều Bitcoin nạp lên hơn là rút ra, có nghĩa là ngày 16 tây tháng 7 đó chúng ta có 28.000 Bitcoin nạp vào hơn là rút ra Hay là chúng ta thì được là ngày 18 tháng 7 đó à, thì chúng ta thấy có 5.000 Bitcoin nhưng mà chúng ta thấy được là ngày 19 tháng 7 ngày hôm qua Thì khi mà giá cả đi xuống dưới 30.000 đô thì các bạn thấy là tình hình như thế nào? Tình hình! của ngày hôm qua đó khi mà giá cả là 29.000 đô đó thì các bạn thấy được là 29.800 thì lúc đó chúng ta không phải là thấy dấu hiệu là Bitcoin đẩy lên trên sàn mà là ngược lại chúng ta thấy được là có 8.451 Bitcoin rời khỏi sàn nhiều hơn là nạp vào chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này mà chúng ta tính theo là cái nến giờ đi để các bạn thấy rõ hơn thì khi mà nhìn vào biểu đồ này tính theo nến giờ đó thì các bạn thấy được là tình hình trong vòng ngày hôm nay đó, cứ như là ngày 20 tây tháng 7 ở Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là giờ này qua giờ nọ thì phần lớn ngày hôm nay các bạn thấy được là tình hình vẫn là cái dấu hiệu là nhiều Bitcoin rời khỏi sàn hơn là nạp vào. Tuy là giá cả đã xuống dưới 30.000 đô nhưng mà chúng ta không thấy dấu hiệu là nhiều người đẩy Bitcoin lên sàn để mà bán Có nghĩa là chúng ta không lấy cái hiện tượng bán tháo hiện bây giờ Đây cũng có thể là lý do tại sao mà chúng ta uh, vẫn không thấy uh, cái uh, sự kiện là khi mà xuống dưới 30.000 đô đó Thì uh, giá Bitcoin sẽ đột ngột đi xuống mạnh Chúng ta bây giờ vẫn chưa thấy uh, cái sự kiện đó xảy ra Chúng ta vẫn chưa thấy là có nhiều người bây giờ hoảng loạn Tuy là nhiều người không được vui nhưng mà nếu như nó tới hoảng loạn và đem Bitcoin lên sàn để mà bán đó, Thì chúng ta chưa thấy điều đó xảy ra ở thời điểm hiện tại đó chính là điều mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn khi mình nhìn vào những cái tài liệu on chain này. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua Ethereum đi, thì Ethereum để thùng refresh lại để chúng ta thấy được những thông tin mới nhất. thì Ethereum nó tình trạng nó còn là nhiều hơn là Bitcoin nữa. Chúng ta thấy được là nhìn vào Ethereum đi thì liên tục nhiều ngày qua, đây là tài liệu của những cái nến ngày đó. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái thanh này đi liên tục nhiều ngày chúng ta thấy được là cái số lượng ether là được rút ra khỏi sàn nhiều hơn là nạp vào chúng ta thấy được là nhiều ngày chúng ta có tới là 174.000 ethereum rút ra khỏi sàn hơn là nạp vào gần đây nhất là chúng ta thấy được là đây là cái thời điểm là ngày 18 tây thì có 140.000 ether rút ra hơn là nạp vào ngày 19 tây đó hôm qua thì chúng ta thấy là có 46.000 ethereum hơn là rút ra có nghĩa là có hơn 46.000 tây ngày hôm qua nhưng mà so với những ngày trước đó đó thì cái xu hướng của tây vẫn là tiếp tục được rút ra chúng ta nhìn vào biểu đồ của đến giờ đi để xem coi là hôm nay như thế nào thì khi mà thường zoom vào ngày hôm nay đó để các bạn thấy là tình hình thì cũng giống như bitcoin chúng ta được là có rất nhiều thời gian cái số lượng ether rút ra khỏi sàn là tính theo giờ đó càng ngày càng nhiều hơn so với lại à, nạp vào có nghĩa là tuy là giá cả đi xuống cũng tương tự như là bitcoin chúng ta không thấy dấu hiệu là nhiều người đẩy ethereum lên trên những sàn giao dịch để mà bán tháo hiện giờ điều đó vẫn chưa có xảy ra chúng ta hãy nhìn vào một điều khác mà mình thường đã chia sẻ ngày hôm qua đó là khi mà giá cả đi xuống đó thì các bạn thấy được là cái số lượng những cái đồng ổn định trên sàn vẫn còn rất là nhiều các bạn thấy được là những đồng định trên sàn tiếp tục giữ cái mức cao đó là khoảng chừng là 10 gần như là 17 tỷ đô la đồng ổn định những đồng mà chúng ta có giá một đô la đó như là đồng mà USDT, TUSD vân vân có nghĩa là cái số lượng người lưu trữ tiền sẵn trên sàn vẫn còn rất là nhiều tiền lưu trữ sẵn mà những đồng định này đó là cho chúng ta thấy được một điều đó chính là nhiều người bây giờ vẫn chưa rút tiền vào ngân hàng họ giữ đồng ổn định để họ chờ đợi một cái gì đó có thể là họ muốn chờ đợi cho cái giá hấp dẫn hơn chứ nếu như không thì họ đã rút tiền ra khỏi sàn rồi